các bạn biết là qua gần 2 năm cả nước phòng chống đại dịch thì cũng là lúc nhóm bạn Từ Tâm Lắc Lắc ra đời. Và cái hành trình những người bạn Từ Tâm đi cùng với nhau dẫn đến là việc mà Nga chuyển giao toàn bộ cái chương trình học bổng Đọc Chữ Non qua cho nhóm bạn Từ Tâm Lắc Lắc quản lý, thì chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều bạn đồng hành và nhiều cái tinh thần tích cực lan tỏa cái yêu thương hơn nữa. Thì bắt đầu từ cái mùa học bổng Đọc Chữ Non lần thứ 15 này trở đi, thì chương trình sẽ được điều hành bởi nhóm bạn Từ Tâm Lắc Lắc phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, mà lần lượt lần này là với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Những học sinh đầu tiên nhận những suất học bổng đầu tiên đến nay đã trở lại thành nhà tài trợ cho chương trình, và chúng tôi nghĩ rằng đấy chính là cái giá trị mà chúng ta muốn hướng tới, là cứ mỗi người sống vì mọi người thì nó lan tỏa cái tinh thần đó, thì chắc chắn xã hội của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, văn minh hơn, nhân ái hơn, và người giữa người với người là những cái tình cảm rất là ấm áp, chân thành và luôn luôn mong muốn cho đi một cách xứng đáng nhất. Những chuyến đi khảo sát của ban tổ chức học bổng Đọt Chuối Non lần thứ 15 để lại ấn tượng và sự cảm thương sâu sắc trong chúng tôi về các em học sinh khó khăn luôn luôn nỗ lực hết mình trong học tập. Đường đi vào trường tiểu học Phan Đăng Lưu, Buôn Ta, xã A Hà Đinh, huyện Cư Mờ Nga khá sóc và gập ghềnh. Thầy Mai Văn Truyền và cô Lê Thị Thanh Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 3C, đưa chúng tôi đến nhà em Trần Minh Quang. Cậu học sinh lớp 3C, trường tiểu học Phan Đăng Lưu đã 8 tuổi, nhưng vóc dáng nhỏ bé như học trò lớp 1. Em bị bệnh tan máu bẩm sinh. Trong căn nhà gỗ lụp xụp, bà ngoại em đón và trò chuyện cùng chúng tôi. Ông ngoại em đi nhặt nhôm nhựa, cha bỏ đi biệt tích. Mẹ em đau ốm thường xuyên nhưng vẫn phải đi làm thuê mỗi ngày để nuôi ba con nhỏ. Trong số ba đứa con thì Minh Quang và đứa em gái 3 tuổi bị căn bệnh quái ác là tan máu bẩm sinh. Hàng tháng, gia đình phải thay phiên nhau đưa hai anh em đi truyền máu định kỳ để duy trì sự sống. Mỗi lần đi truyền máu thì có đau không? Đau, đau như thế nào? Đau ở tay hả? Có đau toàn thân không? Con có ăn được không? Có ăn được. Vậy hả? Lúc những khi mà truyền máu về thì mình có học được bình thường không con? Hay là phải cả ngày mấy hôm sau mới học được? Lúc mới về thì em nghỉ một tuần rồi thì mấy em lại đi học. À, là trung tâm, giúp đỡ cháu, cho cháu có vượt qua mọi khó khăn, cho cháu đỡ cho mẹ cháu được phần nào hay phần đó, cháu cố gắng học hành. Trong quá trình dạy học ở trường thì đối với liên đội thì cũng hiểu nắm bắt được hoàn cảnh em Hermit Canun, học sinh lớp 8B của trường. Thì từ những năm học trước em Hermit là học sinh giỏi, và từ lớp 1 đến lớp 7 là học sinh giỏi. Trong quá trình học ở trường thì rất là ngoan, nên là thầy cô và rất là nỗ lực trong tâm học. Thì quá trình theo dõi cũng như là động viên em thì cũng biết hoàn cảnh gia đình em thì cũng vừa mới thoát nghèo năm 2020. Thì con sẽ cố gắng học tập và mua đồ dùng học tập đầy đủ để học. Cảm ơn rất nhiều. Rồi vậy. Gặp mặt cách đây 3 năm, khi vừa phát hiện trên chân tay con xuất hiện những đốm màu đỏ, ba mẹ Thủy Tiên đưa em đi khám, tìm em bị ung thư máu như tiếng sét ngang tai. Một năm điều trị ở bệnh viện huyết học tại thành phố Hồ Chí Minh, em vẫn mang theo sách vở để tự học. Ngay khi vừa xạ trị xong, tuy người rất mệt nhưng Thủy Tiên vẫn luôn cố gắng học và vẽ, đọc sách. Vì căn bệnh quái ác, Thủy Tiên phải chậm thời gian đến lớp 2 năm so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng quả là một cô bé ham học hỏi, Thủy Tiên là học sinh giỏi nhiều năm liền và rất nhiều giấy khen trong phong cách của gia đình em thể hiện điều đó. Trước căn bệnh ung thư máu của mình, Thủy Tiên lại là người tiếp sức mạnh cho ba mẹ và gia đình vững tinh thần để lạc quan về cuộc sống. Chúng tôi có thể cảm nhận được niềm vui và sự hạnh phúc của Thủy Tiên khi nghe tin mình trong danh sách nhận học bổng đặc biệt của học bổng Đọt Chuối Non lần thứ 15. Dạ, con muốn gửi lời cảm ơn đến cô chú và
Con mong rằng sau này con sẽ học thật giỏi làm nghề bác sĩ chữa bệnh cho các em ạ. Cảm ơn con. Cô cũng muốn như vậy. Cô cũng muốn là Tiên mau hết bệnh nè, rồi lúc nào Tiên cũng thoải mái nè, lạc quan nè, đặc biệt là trở thành họa sĩ tương lai. Trong khi các bạn cùng trang lứa có đầy đủ điều kiện để học tập, không được may mắn trong cuộc sống khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, rất nhiều em là học sinh học giỏi được đề xuất nhận học bổng lần thứ 15 đã nỗ lực vượt qua những khó khăn của gia đình, của bản thân. Như em Ibai Ze, học sinh lớp 12A5 trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Nơ Trăng Lơn. Em Nguyễn Kim Khánh, lớp 12 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ. Em tên là Nguyễn Kim Khánh, học sinh lớp 12A1 của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ. Em rất vui và biết ơn vì nhận được học bổng của chương trình Đọt Chuối Non. Em xin chân thành cảm ơn ban tổ chức. Xin chân thành cảm ơn chương trình vì đã hỗ trợ và giúp đỡ những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn như em. Em rất là xúc động khi được nhận suất học bổng này. Đây là món quà hết sức ý nghĩa đối với em. Nhờ có suất học bổng này mà em giảm bớt được phần nào khó khăn trong cuộc sống. Em thực sự rất cảm ơn quý thầy cô giáo, các nhà hảo tâm đã tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cho em. Em xin chân thành cảm ơn. Lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức của chương trình học bổng Đọt Chuối Non đã có sự quan tâm đặc biệt đến thầy và trò trường Trung học Cơ sở Lương Thế Vinh trong những năm học vừa qua, và chúc cho chương trình của chúng ta ngày càng lan tỏa để tiếp thêm niềm tin và sức mạnh đến những mảnh đời yếu thế, để cho các em tự tin và viết tiếp những giấc mơ của mình để trở thành những người có ích trong xã hội. Các bạn biết rằng là cái nguồn quỹ ban đầu giữa Nga và tiến sĩ Trần Đình Hoàn góp vào từ việc bán sách, và với những sự hỗ trợ của bạn bè mình thì nó chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Và để cho nó được như ngày hôm nay là hơn 2 tỷ đồng rồi, và hơn như thế nữa, thì chúng mình nhận được nhiều sự giúp đỡ của các nhà tài trợ. Trong đó có những nhà tài trợ không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Có những nhà tài trợ không phải giàu có, không phải doanh nhân lớn gì cả, mà thậm chí là thương binh rất nghèo. Nhưng mà từng tháng là ông đã góp vào cái tài khoản của mình với một cái lời dặn dò là hãy tìm những cái tấm gương sáng nhất, đẹp nhất trong các cháu học sinh nghèo để giúp đỡ cho các cháu. Thì với tinh thần như vậy thì mình luôn muốn là cái sự cao thượng đó, cái sự đẹp đẽ đó thấm nhuần vào ý thức sống của các cháu học sinh. Cho nên mình luôn luôn dặn các thầy cô khi mà chọn học sinh để trao học bổng này á, thì hãy nói với các cháu đây không phải là học bổng xóa đói giảm nghèo, mà đây là học bổng tôn vinh những cái tấm gương sáng biết sống đẹp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ngay từ khi mà hoàn cảnh sống còn rất khó khăn. Thì khi mà những em mà vươn lên từ trong khó khăn như vậy, các em chắc chắn sẽ trở thành những người có nhân cách tốt đẹp cho xã hội và lan tỏa những cái giá trị lớn của cái cuộc sống này ra cho cộng đồng.